cụ. Bài cụ. Ờ, là bà cụ. Cụ Nhung vải đái. Cụ Nhung phụ bà, cụ bác. Cụ bác. Thế thì tầm tầm lên 50 tuổi là thành kỵ. Kỵ Nhung với kỵ Hoa. 30 tuổi thì lên 70 tuổi là bắt đầu là có chút với chít. Không biết phải gọi thế nào nữa. Không biết là gọi thế nào. Bây giờ thợ bây giờ ông còn nhà chị này là con mà ông của nhà bố đẻ con Lâm ấy, là hai anh em đi vào đám hôn đấy lấy vợ sướng, không thì lại út. Thế phải gọi là bà cố. Năm nay bác Thuận 40 tuổi. Thằng Lân 18 tuổi. Mà bây giờ cuối năm năm bảo là mày gấp hay học được. Mày về mày đập 50 mâm. Thế là 40 tuổi là lên ông. Ông nội. Làm đi, tôi ăn theo. Em bảo là nhà chị luộc một sán nồi măng chua đấy, bảo tối nay anh có gì luộc không? Bây giờ mà muốn lấy măng của nó có đi măng không? Măng gì? Không, mình muốn đi lấy mình quay. Đó, đi phải đi lấy măng rang. Phải. Măng rang. Phải. Bên trên cái đồi đi. Nhớ ở trên đỉnh. Từ đây đi lên xong bỏ xe dưới xong đi bộ tầng 15. Chị đi được, chú đi được, không gì đâu. Nó đến đỉnh là sáng. Đỉnh thăm lặng á. Thăm lặng này thôi mà, chỗ ngay chỗ bên trên đường mới làm đấy, chứ không phải đỉnh này. Đỉnh trên này, chả ai dám đi, đổi đấy, thằng đấy, thằng đấy, ai dám đi. Vội quá. Bên đấy bỏ đấy xong đi, tờ 15 phút đến. Hôm qua bán nhau, hôm xưa bán nhau, dưới được 4 người chân mang ngang đấy. Lờ chả ai đi á. Nhưng mà vừa lấy măng chả phơi được. Bây giờ đổ đi là không phơi được. Làm cái giá mà sấy. Tấm tôn như thế mà tốn củ. Nếu mà nắng to ấy thì vẫn phơi được, nhưng mà trên này nắng thất thường á. Mùa kia còn khổ hơn mùa này. Trên trên đây phơi thóc xong nhỉ? Chưa xong. Có thùng đựng thóc này được không? Năm nay được mùa. Vụ này được mùa hơn vụ chiêm. Vụ chiêm là cái vụ mất mùa đúng không? Không, thường là vụ chiêm hay được, nhưng mà chỉ biết năm nay nào mà vụ chiêm này mất mùa. Vụ chiêm với vụ mùa. Tôi muốn mèo đi, mèo đặt sữa ở trên đấy, mèo đi. Thường là vụ mùa là hay mất, nhưng mà năm nay lại lấy được hơn vụ chiêm. Ở dưới em thì đa số cái vụ như này là thường là không được. Đấy, vụ này là thường là không được, mà trên này thế, nhưng mà năm nay vụ chiêm không được, vụ mùa là được. Vụ mùa là được gấp đôi đấy, đôi chiêm đấy. Thôi, hôm qua mới về đi cũng đất. Khoai lang dưới kia càng đắt hơn trên đây. Khoai lang dưới kia một củ 10.000 thì chỉ mua làm gì? Dưới kia đắt hơn trên này. Bán nhiều nhưng mà nó đắt. Vẫn 25.000 một cân, mình đợi còn 20-15. Hôm chỉ đợi có một củ đó, hay nó gần được một cân hơn cân đấy. Trồng mình trồng khoai cũng được. Thực ra mình trồng quả thì khó, nhưng trồng củ thì dễ. Khoai có một năm. Khoai tây dễ được nhé. Mấy năm trước người ta chưa biết trồng ngô ở cái bãi bên kia, đi trồng về nhổ về bán chả bán được, thì để nó mọc, nó lại mọc, lại đeo được cả rơi, có ăn được hết đâu. Khoai lang á? Khoai lang ấy. Khoai tím là cái khoai mà trắng trắng ấy, củ nó trắng ấy. Chả ai mua mà bán chả bán được, mà ăn chả ăn được, nó mọc, nó lại leo cả trong nhà. Trên này làm ra không có cung, không có cờ, khó. Chẳng phải đến hôm nay không ai thương mại chứ. Chứ qua vậy thì cũng đất á. Thế bảo nó làm ra không? Nhà cũng cấy mấy sao không hả? Lúc đó trồng gì? Trồng rau? Trồng ngô. Trồng mùa này còn trồng ngô ngọt. Trồng ngô ngọt. Ở dưới kia không trồng cái ngô ở trên này đâu. Trồng ngô ngọt mà. Toàn ngô ngô nếp thôi. Cái ngô nếp mà cái loại nó giống như ngô tẻ ấy. Vỏ của nó giống ngô tẻ mà. Nó là ngô nếp, ngô đới ngọt.
đợt ra ngoài em lên trên Xuân Đài đi, lấy được giống ngô tím nha cụ cho. Về trồng thì vụ đâu là bán được. Sau người ta không thích ăn cái ngô ấy nữa. Vì nó không ngọt. Ngô tím tím nó chỉ to với chát hạ bao nhiêu không ngọt. Mình bán mình cứ bảo người ta ngô này ngô thuốc. Chỉ bệnh. Thế người ta thích mua. Làm sao thì không thấy tác dụng người ta thôi. Này, cụ đất chai cả tay này. Thế phải làm quen chứ. Làm bao giờ nó phải nổi bong bóng nước ở đây này. Mình đi phụ thầy mấy hôm nữa đi đào sang đất với chuyện kế về phòng. Chắc cô cho cô Hoa. Cô cho cô Hoa. Nó đùa rồi em có liếm. Thế ngay là thế rồi đấy, không phải hỏi lại lần thứ hai đấy, không tin. Nam đi ra. Làm công. Nhà có ruộng thật. Mà cô đi đây. Em đi con. Nam ăn đi. Đi. Thấy rồi đấy, nhanh lên. Cho điện thoại thấy rồi đấy. Cho chú cái nào. Nó có hai cái này cho, nó có một cái này cho. Cho đi khoảng 10 chú nhé đi. Cho thêm cái nữa. Nó có ăn không? cầm đi. Nó có ăn, nó không ăn, nó cầm đấy. Cầm đấy đi. Nào mà xem anh chú thế. Ăn không ăn thì bảo chú chứ. Nói thế chả dám ăn. Hai thằng này tốn. Buổi sáng chờ buổi sáng hai thằng buổi sáng từ nuôi con tốn thật. Ngày xưa thì chỉ có ăn ấy nhanh nhàng chứ không sữa không bánh như bây giờ. Đây có đây này. Thời nào nó theo thời đấy thôi. Đi học bên thằng sau này. Ngày xưa đám lơn linh mua sữa thỉnh thoảng một tháng mới ra được một cầu. Một tháng mới ra được một cầu, chả có biết uống nữa. Ngày xưa thì ăn no mặc ấm là tốt lắm rồi. Bây giờ phải ăn ngon mặc đẹp. Thời chị là ăn sắn trộn cơ thôi nè. Thì bảo là ăn no mặc ấm là tốt lắm rồi. Cái no là được. Cái đợt này là một giống như tổ ấm như công trần ấy. Ôi ngon lắm. Chỉ nói thế. Đợt bí mà em ăn mì tôm trần. Bốn tôm. Với mì phở con gà ấy. Ừ, con gà ấy. Đám mì này thời đám mì là ở dưới kia còn có như thế mà ăn. Ở trên này chả có. Ông bạn em làm kho mà làm củ kho nhiều thắng nhiều ngô lắm. Chỉ ăn thắng được dâu thôi. Cơm chả thấy đâu chỉ thấy sẵn mà. Còn có một tí chứ, một bát hạ thôi nhưng mà sẵn ở trên nhiều đầy rồi luôn. Bây thỉnh thoảng nghe được bữa sắn lại ngon. Cứ rồi sắn xong là xôi với thử thế bảo chú Hưng trói vào cổ bây giờ. Mày cứ thấy chú trẻ. Không đi trước máy quay nữa. Chung, Nam. Không đi vào máy quay này nhá. Chú Hưng hết cho nhá. Đấy. Tao được nghe nó luôn rồi. Phải nói thế nói khoảng. Mai kia bây giờ làm chú đi lấy vợ. Nếu mà không làm thì có thể mời chị nhé. Đừng lo nhỉ. Chị có xuống được không? Sợ lúc đấy là chả xuống được ấy. Cũng làm chả đi. Thôi giờ lấy được vợ rồi đã. Nó nói gì nói. Đúng cái nó là thủng gửi luôn. Đây là 2 tiếng 6 phút rồi. Còn 1 tiếng nữa là ok. Không tới sáng nữa đâu. Thời tiết này là mát với em. Phiền ra để gỡ em ạ. Không, thời tiết này là mát với em. Ra để gỡ. Hình như người có mỡ nhiều hơn sao nhỉ? Ra thứ mặc áo ướm mà vẫn chủ được. Tối anh ngưng ngủ đẹp trên bông em còn bật quạt rồi.
Em không chịu được vậy. Uống rượu cao cứ bén bén tiếng mương biết nào được. Thím cám cả cơm rồi. Thì có cám chưa cám nữa. Ta cho lên hai con, cho con là mà ăn.